Với tốc độ phát triển nhanh chóng, đi cùng quỹ đất rộng lớn cùng hạ tầng giao thông đồng bộ, Nam Sài Gòn sở hữu nhiều ưu thế thu hút đông đảo người dân đến an cư. Đây được xem như khu đô thị sinh thái hiện đại, đa chức năng, hội tụ nhiều lĩnh vực như giáo dục, trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ sầm uất. Là dự án đất nền thuộc khu Nam Sài Gòn, khu định cư An Phú Tây mang đến lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống an lành, phát triển vững mạnh. Mang đến bảo chứng an cư vững chắc. Mỗi sản phẩm đất nền trong dự án An Phú Tây đều có pháp lý hoàn chỉnh, có sẵn sổ hồng trao tay, sở hữu lâu dài với quy mô diện tích lên đến 46,7 hectare. Khu định cư An Phú Tây mang đến đa dạng lựa chọn gồm 241 nền biệt thự, 241 nền nhà liền kề vườn, 630 căn hộ chung cư, 1058 nền nhà liền kề phố. Đặc biệt, dự án còn có cơ sở hạ tầng hoàn thiện 100%, đã lắp đặt đường điện, nước hoàn chỉnh, hệ thống xử lý nước thải sử dụng công nghệ hồ sinh học, kết hợp công viên cây xanh bao bọc khu dân cư, góp phần tạo nên một hệ sinh thái xanh mát, thân thiện với môi trường. Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ huyết mạch khu định cư An Phú Tây, chính là tâm điểm tiếp cận hàng loạt địa điểm chỉ với vài bước chân đến tiện ích sẵn có. Trường mầm non Hoa Lan, trường tiểu học An Phú Tây 2, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, trạm y tế xã An Phú Tây, sân bóng mini và công viên nội khu, 5 phút đến Ủy ban Nhân dân xã An Phú Tây, chợ Thuận Đạt, 10 phút đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh, chợ đầu mối Bình Điền, bệnh viện huyện Bình Chánh, 15 phút đến đại lộ Võ Văn Kiệt, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Ion Mall Bình Tân. Với vị trí thuận lợi, dự án dễ dàng tạo liên kết vùng qua các tuyến đường tiềm cận như cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh, nối huyện Bình Chánh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, quốc lộ 1A tiếp cận Bình Tân, Tân Phú, quận 12, các tỉnh Đông Nam Bộ, đại lộ Võ Văn Kiệt kết nối quận 1, quận 4, quận 2, đại lộ Nguyễn Văn Linh nối từ quốc lộ 1A đến Nhà Bè, quận 7, vượt sông Sài Gòn đến quận 2 và đi Đồng Nai. Vành đai 2 kết nối các quận vệ tinh từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến thành phố Thủ Đức. Vành đai 3 kết nối 4 tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh từ nút giao cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương. Kề cận dự án là những tiện ích ngoại khu sẵn có, góp phần nâng cao chất lượng an cư của người dân như chợ Bình Điền, chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam, cung cấp rau củ, hải sản tươi ngon, đa dạng, chất lượng. Khu trung tâm hành chính Bình Chánh gồm Ủy ban Nhân dân, chi cục thuế, trụ sở công an, giúp cư dân dễ dàng thực hiện nhiều thủ tục. Bệnh viện Di Đồng thành phố với đội ngũ y bác sĩ trình độ cao, cơ sở hiện đại, đạt chuẩn quốc tế. Trong tương lai, An Phú Tây sẽ là khu vực có tiềm năng phát triển mạnh của khu Nam Sài Gòn. Kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống tiện nghi với thiên nhiên thân thiện, An Phú Tây kiến tạo nên giao điểm phồn vinh, mở ra cuộc sống hoàn mỹ cho gia đình bạn. An Phú Tây, bảo chứng an cư, nối nhịp thịnh vượng. Dự án được phát triển bởi Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, Sadeco.